cổ đất phất lên bất ngờ, thị trường hứng khởi lại chờ sóng tăng. Những thông tin tích cực liên quan đến bất động sản đã kéo cổ phiếu nhóm này bật tăng vào phiên giao dịch chiều nay với mức tăng 0,84%, chủ yếu tập trung nhóm đầu cơ như NVL tăng 3,57%, VDR tăng 6,5%, DXG tăng 5,17%, KBC tăng 3,6%. Nhờ đó, kích hoạt dòng tiền tích cực đổ vào thị trường. VN Index đã có một phiên lội ngược dòng xuất sắc khi cả buổi sáng còn rất dưới tham chiếu, sang chiều đã tăng thêm 6 điểm, về vùng 1.111 điểm. Hầu hết tất cả các nhóm ngành đều tăng trưởng tốt so với phiên hôm qua, như nhựa hóa chất tăng 3%, bán lẻ tăng 2,62%, vật liệu xây dựng tăng 1,3%, dầu khí tăng 1,36% và chứng khoán tăng 1,53%. Duy nhất ngân hàng là nhóm bị bỏ lại phía sau giảm 0,06%. Đi cùng với đó là top 10 cổ phiếu kéo chỉ số lên gồm GVR tăng 5% kéo 0,89 điểm, CTG tăng 2,1% kéo 0,71 điểm, GAS kéo 0,60 điểm, HPG kéo 0,42 điểm. Ngoài ra còn có MVKG, BCM, NVL, MSN. Ở chiều ngược lại, VCB là tội đồ kéo dìm chỉ số mạnh nhất với mức giảm 1,77%, thổi bay 2,16 điểm của VN Index. Tiếp theo là một số mã như SAB, VNM, VIC, SHB. Độ rộng thị trường nhìn chung tích cực với 298 mã tăng trên 127 mã giảm. Hôm nay một lượng hàng lớn phiên hơn 1 tỷ đô đổ về nhưng không có đợt bán tháo diện rộng nào. Thanh khoản ba sàn khớp 16.000 tỷ đồng, riêng khối ngoại vẫn bán ròng hơn 408 tỷ đồng, chủ yếu xả VNM, SSI, VCB, STB và VPB.